I'm
tay ngồi trên sẹo 45, cho tay lên hít sâu. Chung thở. Hít sâu. Thở. Hít. Thở. Hít sâu. Thở ra. Hít. Chuyển tay gian ngang, thở ra. Rồi, từ đây mình sẽ mở rộng chân bên trái ra, xoay chân trái rộng. Bẻ mũi chân phải ra phía trước. Lưng thẳng ngực ưỡn, khuỵu gối chân trái. Nghiêng sang phải, cho tay trái lên cao, mắt nhìn theo tay. Từ từ trở về. Mình lặp lại lần hai, nghiêng. Mắt nhìn theo tay. Trở về. Tiếp tục nghiêng. Trở về. Lần cuối cùng nghiêng. Mình giữ lại nha. Mắt nhìn theo tay. Từ từ trở về. Mình sẽ đập lại phía bên phải. Xoay mũi chân trái lại. Mở chân phải ra. Tay căng nghiêng. Từ từ mình khuỵu gối chân phải. Nghiêng qua trái. Mắt nhìn theo tay. Trở về. Nghiêng. Về. Nghiêng. Về. Một lần cuối cùng mình giữ luôn. Mắt nhìn theo tay. Căng eo. Hồi. Xoay về. Tay chống hông. Bây giờ sẽ căng kích phần cơ đùi. Quay qua bên trái. Nhón gót trên sau lên. Thẳng lưng nha. Rồi gập gối chân trên, chân sau thẳng. Từ từ mình cho hai tay ra trước ngực. Xoay ốp đầu ngón tay lại. Từ từ đưa tay lên, hít sâu. Ngã vai ra sau. Một, hai, ba, bốn, năm. Hồi. Tay chống hông. Gập gối chân sau lại. Căng phần đùi mông nhấc. 1 2 3 4 5 6 7 8. Giữ lại. Từ từ mình thu người lên. Đổi bên. Gập gối chân trên. Chân sau mình thẳng nha. Từ từ cho tay trước ngực. Xoay ốp đầu ngón tay vào nhau. Từ từ đưa tay lên. Hít sâu. Ngã vai. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hồi. Tay chống hông nè. Gập gối trên sau lại. Nhấp. 1 2 3 4 5 6 7 8. Giữ lại. Từ từ thu người lên. Hít sâu. Hai chân chộm lại. Gập vuông góc về trước. Ngực ưỡn lên. Khi mình đã gập về trước rồi mình sẽ xoay ha. Úp là một tay đang vào nhau. Duỗi phần tay của mình ra phía trước căng. Từ từ thôi. Từ từ gập hai đầu gối lại. Cong lưng, vòng tay ra sau. Khi mình gặp lại động tác này, mình cảm nhận cái đùi sau mình được căng ra nha. Hạ tay hai bên đùi. Thu vai lên trước nha. Cong lưng lại. Cổ. Đầu. Chân. Hồi. Kết thúc bài tập ở đây nha. Bye bye.